Vâng, xin chào mọi người lại đến với video trên kênh Xuân Muộn TV của mình trong buổi sáng ngày hôm nay nhé. Và hôm nay mình tiếp tục mình làm một clip về vải thiều. Và hôm nay vào ngày mùng 9 tháng 6 dương lịch rồi, ngày 11 tháng 5 âm lịch mọi người nhé. Và hiện tại mình đang có mặt ở khu vực ngã ba kép Hồng Giang, Lục Ngạn, Bắc Giang mọi người nhé. Vâng, ở khu vực này trong buổi sáng thì thời điểm hiện tại thì vải thiều bà con ra cũng chưa được đông lắm, nhưng mà cũng đã một số đã có bán rồi mọi người nhé. Và những các xe cân thì cũng nhiều, và những người người ta mua bán thì cũng khá là nhiều này, đứng rất là nhiều người đang đứng chờ đây để mua vải này. Và mình bây giờ mình sẽ đi quay và chia sẻ cho mọi người xem về khu vực ở ngã ba kép Hồng Giang trong buổi sáng hôm nay thì xem giá cả mua bán như thế nào mọi người nhé. Thì mình sẽ đi xem người ta trả giá đấy. Đây mình thấy sọt này, mình xem nó ra đây mình xem nào. Vải đẹp. Cái loại này mua được bao nhiêu anh? Đấy. Đứng vào sọt vải này để lấy một cái hình ảnh đấy. Đây, đang quay đây. Ai? Bao nhiêu chưa bán đấy? Hả? Là từng con mang cái này lên là từng cái nó có cân không? Một trứng. Đẹp lắm. Vâng, giá vải thì mình tại mình thấy những sọt kia mua đến 24.000 mọi người nhé, trên 20.000. Bây giờ mình sẽ đi quay một số sọt người ta rửa trên này đã xem nào. Đây mình xem nào, đây xem người ta trả giá thế nào đây. Một trứng. Chào chị nhá, hôm bài sáng mua được giá bao nhiêu rồi hay mấy á? Điểm cân này mình thấy trong sổ được có mấy mã thôi mọi người, vẫn gần chưa được nhiều, có 2-3 mã thôi, nhưng mà giá có trên 20.000 thôi. U hồng, u trứng. Cái này là u trứng nhỉ bác nhỉ? U trứng à? U trứng này cái hỏi giá bao nhiêu rồi? 17. To này là 17 thôi nhỉ? Sao nó rẻ hơn sao nhỉ? Trên đấy có. Em vừa mới sửa ở đây thôi. Vừa mới ở đây. U trứng. To đẹp.
Vâng, vải khá là nhiều nhưng mà người ta trả giá khá là rẻ nên người ta không bán này. Vâng, mình thấy vải ở đây cũng có khá là nhiều nhưng mà mọi người chạy rẻ nên cho bà con này chưa bán này, vẫn đang đứng chờ đây một xe giống là hàng người ta sáo lại, người ta giả lúc nào nó cũng rẻ hơn, đâm ra thì bà con không muốn bán, muốn bán cho hàng xốp. Thì mình sẽ ra dạo quanh lên khu vực ở chỗ Biên Sơn mọi người nhé. Mình sẽ dạo quanh một vòng từ Hồng Giang lên Biên Sơn để xem giá cả trong buổi sáng hôm nay thì ở khu vực như thế nào. Giá được 17 à? Bác hỏi giá bao nhiêu rồi bác? 16.000. Bác này không vân nhỉ? Không vân. À, sửa xe máy. Vâng, đúng rồi. Quay nước lũ đi. Ừ, đúng rồi. Đấy, không được đẹp lắm á. Còn giá vải chung mình này cũng 15-16 nghìn đây này, mọi người. Nếu sọt vải mình thấy mọi người giá đến 15-16 nghìn, nếu sọt hàng chung rồi đó. Vâng, mình giá cả ở khu vực ngã ba kép trong buổi sáng ngày hôm nay thì mình thấy là 15-16 nghìn nhé, vâng mọi người nhé, hàng chúng mình thấp thì cứ thấy 15-16 nghìn, còn cao thì thấy trên 20 nghìn một chút. Bán được sọt này 20.000 mọi người nhé. Có chỗ là người ta chỉ giả cho 15-16 nghìn nhưng mà anh ấy mua đến 20.000. Quay đầu. Giá 22. Mày đẩy người ta lên cái đi. Bằng này giá 22.000 mọi người nhé. Vâng, chào mọi người nhé, mình lại đến một cái điểm cũng ngay gần ngã ba kép lên một chút nhé mọi người nhé. Điểm này con u trứng đấy, bàn u trứng nữa. Toàn u trứng.
không trả giá. À, mình ở đây hai mấy đấy? 25 à? U trứng là 25 nhỉ. Được. Và cái điểm này toàn u trứng. Đây 26.000. Đây u trứng hay u hồng gì? U hồng à? Và cái điểm này thì cân được giá là mọi người nhỉ? 25-26.000. U trứng này sẵn mã thế nhỉ, bác là bán bao nhiêu bác hả? 20 à? Nó rẻ hơn u hồng à? Vâng, ở đây thì giá khoảng 25.000 mọi người nhé, 20-25.000 đây này. Nhỏ đây khán giả nghe được không ạ? Có bác ạ, nó vẫn nghe được. 25-26.000. Đúng rồi, chào anh em gái nhỉ? Vâng đây. Đây. Vâng đây ạ. Xin chơi. U hồng. Này mình bán bao nhiêu rồi chị gái? 22 mấy rồi? Được 28 thôi. 28 còn. Hôm nay là 28. Nếu hôm qua 28 hôm qua 30 hôm nay 28. Thế là được rồi, thì giá cao rồi. Gần như. Ờ, vâng, 28.000. Hai sò này nhìn giống nhau thế nhỉ? Hay là một nhà thảo nào? Một nhà. À. Vâng. Quá to nhỉ? 28.000. Rồi mình sẽ di chuyển lên các điểm khác bên trên một chút xem. Bán được bao nhiêu rồi? Mua được bao nhiêu rồi? Giảm à? Bác đã mua được giá đấy. Ông ấy mua được giá đấy. Ừ. Vâng, như vậy mình sẽ kết thúc cái video của mình ở chỗ ngã ba kép trong buổi sáng hôm nay mọi người nhé. Giá cả ở đây thì mình thấy 24.000 là gần như là để ở cái khu vực này, còn bình thường thì 15-16.000 có mọi người nhé, 15-16.000 cho đến hơn 20.000, 24.000 mọi người nhé. Giờ mình sẽ kết thúc cái video của mình tại ngã ba kép tại đây, và mình sẽ đi dạo một vòng từ chỗ Hồng Giang này đến trong khu vực trên biên sơn để xem thế nào mọi người nhé. Xem chú ý theo những video tiếp theo của mình.